Hello guys, I'm Minh Chung again, the member of Hanoi Academy. So good to see you guys. I'm come back in this video and tell you vừa mới in Vietnamese format. So are you ready? So in this lesson, we have two parts to practice with me. Part 1, grammar note and example. Part 2, practice. Part 1, grammar note and example. In this part, I will give you the detail about vừa mới in Vietnamese format. So are you ready? Vừa in Vietnamese format, positioning a sentence is like a verb, meaning to describe an action or state that occurred right before a point in time. For example, Mẹ đâu rồi? Mẹ vừa đi ra ngoài rồi. Mẹ vừa đi ra ngoài rồi. Tớ vừa mua một đĩa game rất hay. Tớ vừa mua một đĩa game rất hay. Xin lỗi, tôi đến muộn. Không sao, tôi vừa mới đến thôi. Cô ấy vừa về đến nhà đã chạy vào phòng mình. Tôi vừa mới xem bộ phim ấy ngày hôm qua. Mới in Vietnamese, position in a sentence is like a verb, meaning a state, an action, or a point of time, period to the moment of speaking, which occurred a short time ago, according to the speaker. For example, Cậu ấy mới về rồi. Họ mới đến. Tớ mới mua được một cái váy rất đẹp. Tôi mới nhận được một bức thư từ gia đình. The other way you can using mới in Vietnamese format, position in a sentence is the same is like a verb, meaning that up to the present time, the duration of the time is short, is not amount, number, or degree of something is small, according to the speaker. For example, mới có 8 giờ tối thôi, vẫn còn sớm mà. Mới có 8 giờ tối thôi, vẫn còn sớm mà. Mới 5 giờ mà đã ăn tối rồi sao? Mới 5 giờ mà đã ăn tối rồi sao? Anh đến lâu chưa? Mới thôi. Vừa mới in Vietnamese format to advertise the meaning that action occurs right before the point in time. For example, nhanh lên, cô ấy vừa mới đến nhà ga. Nhanh lên, cô ấy vừa mới đến nhà ga. Tôi vừa mới rời khỏi nhà. Tôi vừa mới ăn cơm rồi. So now you're more clearly about vừa mới in Vietnamese format, right?
So we move to the part 2. Practice. In this part, I will give you the word to practice with me. Don't forget to take a pen and book with you to practice with me. Okay? Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, buổi đêm. Hôm qua, sáng qua, trưa qua, chiều qua, tối qua, đêm qua. Hôm nay, sáng nay, trưa nay, chiều nay, tối nay, đêm nay. Ngày mai, sáng mai, trưa mai, chiều mai, tối mai, đêm mai. Okay, one more time. Don't forget to practice with me again. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, buổi đêm. Hôm qua, sáng qua, trưa qua, chiều qua, tối qua, đêm qua. Hôm nay, sáng nay, trưa nay, chiều nay, tối nay, đêm nay. Ngày mai, sáng mai, trưa mai, chiều mai, tối mai, đêm mai. It's the end of the lesson today. I do enjoy it. If you have any question, feel free in the comment to let me know. And don't forget that always free PDF that go with today's lesson. If you want to download that, just click on the link in the description box. And if you like this video, don't forget to subscribe the channel to learn more about Vietnamese. So see you guys in the next video. Bye bye.